Morning các bạn, chào các bạn một ngày mới. Oh. Chào anh. Chào anh Đức. Chào anh, ngày mới vui vẻ. Và anh Cường. Tối qua ngủ ngon anh? Quá ngon anh ạ. Em thiếu ngủ anh ơi. À, thiếu quá, thời gian không đủ để ngủ. Đây là hiệu đen. Lấp ló ngoài này tối thui à. Không biết làm cái gì đó. 7 giờ sáng rồi đi thui tới mò. Làm gì đó hiệu đen? Hút thuốc. Trời ơi. Đột nhập à. Đột nhập phòng anh Cường với anh Đức coi. Có bảo muốn gì không? Sửa soạn xong chưa? Có buôn bán gì trong này không? Thấy đồ nhiều thế sách. Trời ơi. Cái gì CVC cái gì đó anh? Cái này là cái máy tạo oxy anh ạ. À, máy tạo oxy. Vâng. Anh Đức đem theo ha. Vâng ạ. Này phải mang đi bên kia về, ví dụ để anh em làm mà có mệt quá thì là còn cho họ được. Hay quá. Máy tạo oxy đem theo luôn. Rồi giờ anh em đi xuống ăn các bạn ơi. Ai đây, ai đây? Ủa, em là gái Việt Nam hả? Hai gái Trung Quốc? Hả? Dạ. Em đi theo đoàn luôn hả? Hả? Anh thấy em quen không? Quen cũng lạ. Ca sĩ đó. Chứ, ca sĩ đó. Hello Đức, Mr. Đặng, Mr. Xé Làng. Xin chào ba anh. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Minh Chùa. Hiếu Đen, Hoàng Cao, Phương 66, Bằng Sơ Tân và anh Phước Ngô. Ô, anh Chí Biên Hòa. Anh em đang ăn sáng các bạn. Anh gái cố gắng nha mình. Hết sức rồi, anh gái cố gắng ăn nhiều vô. Anh em đang ăn sáng ở khách sạn nè. Nhưng mà hôm nay đuối quá rồi các bạn ơi. Bệnh ơi, đuối rồi. Wi-Fi không có để up video, buồn quá rồi. Đây, một cái tô này nó lạc lắm, khó ăn. Còn cái này cũng khó ăn lắm. Còn này ăn một chén cháo trắng với đường thôi. Nói chung là ăn sáng ở đây thì nó cứ lạc lạc như vậy đó. Cố gắng ăn thôi. Một buổi sáng trước khi lên xe các bạn, anh em ai cũng chuẩn bị hết ha. Ràng túi nè. Túi này thì mình siết bằng 4 cái cọng dây rồi thôi. Đó. Siết kéo nó về. Mấy cái nào ấy nó quay cầm vô ha. Đó, siết 4 cọng dây này. Găng tay lấy ra. Khăn chùm đầu, găng tay bắt buộc phải có nè. Rồi sắp xếp đồ đạc gọn gàng. GoPro. GoPro lúc này cũng hai cái rồi. Cái gắn trên nón, còn cái gắn bên này. Đứng đây. Trước chuyến đi thì phải dành 5 phút ha. Để chuẩn bị mấy cái đồ này. Set up cho nó xong hết. Đây cảnh nếu quay giùm cảnh anh em đang chuẩn bị. Đi dần ở đây. Bất sự đó. Đây các bạn, anh em đang chuẩn bị lên đồ hôm nay từ Lệ Giang đi về Shangri-La để ăn trưa các bạn. Độ cao bây giờ là khoảng 2.400 các bạn, 2.500 rồi, 2.500 so với mặt đất biển ha. Và hôm nay anh em sẽ chạy về độ cao khoảng 3.000 mấy, gần khoảng 3.500, càng lúc càng lên. Đỉnh điểm sẽ là độ cao 5.515 ha. Anh em đang chuẩn bị rời khách sạn ở Lệ Giang. Ok. Rồi. Rồi xe dẫn đoàn vừa ra ha. Anh em xuất phát 7 giờ 8 phút ha. Bây giờ về Shangri-La 166 cây ăn trưa. Chạy cao tốc ha. Rồi anh em ra đây. Rồi anh Đức đâu rồi? Ok rồi. Rồi anh em đang tiếp tục một ngày mới. Rời Lệ Giang, phố cổ tuyệt đẹp. Phố cổ Lệ Giang tuyệt đẹp ha. Rồi quay đầu.
Ok rồi, hết rồi Hoàng. Rồi, rồi Lệ Giang các bạn ơi. Rồi Lệ Giang đi về Shangri-La. Rồi anh em vô hầm các bạn. Anh em vô hầm rồi Lệ Giang để tiến về Shangri-La, một thành phố với cái tên các bạn rất là quen thuộc bởi cái hệ thống khách sạn lấy cái tên ở đây Shangri-La. Rồi những cái hội nghị quốc phòng ở khu vực Đông Nam Á thường được tổ chức ở khách sạn Shangri-La ở bên Singapore. Rồi họ lấy tên cái thành phố Shangri-La này là thành cái hội nghị quốc phòng Shangri-La luôn. Rồi ở đây cái bảng cao tốc 100 cây số giờ các bạn ha. Hôm nay mình chuyển quay super view thôi, chứ mình không có hai quay hai bờ view nè các bạn. Theo yêu cầu của một số bạn thì mình quay nó vừa phải, đó, không có quá rộng, rộng quá nó méo. Rồi một trạm thu phí, vừa lên cao tốc mình sẽ thấy một trạm thu phí liền. Các bạn cứ từ thành phố mà lên cao tốc thì sẽ thấy trạm thu phí liền, sau đó mình muốn chạy tiếp. Qua trạm thu phí các bạn đó, một trạm thu phí, mặc dù cái đường cao tốc nó chỉ có hai làn xe ha, nhưng trạm thu phí nó nhiều làn, các anh chị anh mở cửa cho mình qua ha. Chạy đi qua. Anh mở cửa anh cho qua cho nó rộng qua cái làng này. Xe mô tô được miễn phí các bạn, giống ở Việt Nam nha. Việt Nam không được lên cao tốc ha. Việt Nam mình mô tô không được lên cao tốc. Việt Nam mình ở dưới quốc lộ thì xe mô tô miễn phí. Anh Đức chốt đơn. Đây anh Đức phi công. Đức ngày xưa lái phi công quân đội các bạn. Bây giờ anh Đức nghỉ rồi và bắt đầu enjoy cuộc sống ha. Anh Đức ở Hà Nội cùng với mình với anh Hoàng ba tay chốt đơn. Chạy về phía cuối. Rất là ăn rơ với nhau trong hành trình này, đúng không Hoàng Cao? Đã quá các bạn ơi. Sáng ra là nó phê. Sáng ngủ về rất là thoải mái, tinh thần phấn khích. Uống mấy viên sữa bọt nữa. Anh em cực kỳ phấn khích luôn, lên cao tốc là kéo đã đời luôn. Nhiệt độ bây giờ là 18 độ C. Mát mẻ thoải mái lắm. Không có lạnh, nhiệt độ này là nhiệt độ lý tưởng nhất để chạy mô tô. Độ cao thì cũng khoảng, độ cao bao nhiêu Hoàng? Độ cao khoảng 2.400, chưa đạt tới 2.500 các bạn. Hôm nay lên Shangri-La lên độ cao khoảng chừng 3.000 mấy. Đây, chân dung Hoàng Cao. Lên đi. Đây là cao tốc bên Trung Quốc các bạn nha. Cao tốc bên Trung Quốc. Hai làn xe một bên thôi. Là một làn khẩn cấp nhưng mà chạy sướng lắm. Thông suốt, dễ chạy, an toàn. Rất là tuyệt vời. Cao tốc bên Trung Quốc này mới cho xe mô tô vào chạy trong thời gian gần đây thôi. Hy vọng Việt Nam mình một thời gian nữa cũng sẽ làm như vậy ha, để cho mô tô phân khối lớn và cao tốc chạy. Rồi bên này họ cấm không cho người ngồi sau ha. Trên cao tốc chỉ chạy một người thôi, không cho người ngồi sau.
nếu mà các bạn chở một người ngồi sau mà tới một cái trạm kiểm soát dọc đường á thì họ bắt được là họ đuổi, họ đuổi xuống xe, lúc đó khóc không có xe mà đi. Cao tốc bên này cho phép 120 cái số giờ các bạn. Tuy nhiên thì mình có thể nhỉnh lên một chút không sao, 120 mình có thể chạy 130 thì họ cũng không có phạt nè. Thì nói chung đi mô tô là mình không có đi đều suốt được, mà mình lúc thì xuống một chút, lúc mình lên một chút, lúc mình lên 130, 140, lúc mình xuống 100, 101, chứ không có để đều rất là khó chạy. Tùy theo cái đường mà mình tăng và giảm ga, cho nên lâu lâu các bạn thấy mình vượt quá tốc độ là điều bình thường ha, không có gì căng thẳng hết. Xe hơi ở đây có nhiều chiếc chạy 134 không. Rồi Lệ Giang, chưa có nhiều thời gian để khám phá Lệ Giang các bạn ơi, chỉ có một đêm mà anh em ra phố cổ ha. Thì tham quan phố cổ lớn nhất ở vùng này, siêu đẹp luôn, rộng kinh khủng rộng luôn các bạn, đi hoài không bao giờ hết ha. Một đêm đi không hề hết được cái khu đó. Rồi các bạn có thời gian đi du lịch Trung Quốc thì chắc là sẽ đến với Lệ Giang ha, nhà tour họ sẽ làm tour đến Lệ Giang. Ở đây nó có những cái bảng cảnh báo đừng có ngủ khi lái xe hơi. Rồi anh em ghé vào đổ xăng các bạn, cứ buổi sáng ra khỏi cao tốc, ra khỏi cao tốc cái là tới trạm thu phí, qua trạm thu phí là anh em đổ xăng ha. Wow, ở đây có mấy chiếc mô tô nè, có mấy chiếc mô tô họ đi đâu nè. 95 à. Anh Bang. Đổ xăng chưa? Đổ rồi. Đổ rồi quay gì đó. Ồ, con Hyundai bên ta tới giao lưu với anh em mô tô bên Trung Quốc phải không? Đây chiếc Adventure. Mấy anh em này cũng đi chơi nè. Đó. Họ kéo xe đi. Có gái đẹp đòi tiền, chết chưa mấy ông đổ xăng nợ. Đổ chung hai người mình thanh toán một lần mà, mình nói anh đổ xăng rồi. Rồi thấy chưa? Cô gái đổ xăng đi đòi tiền. Đã trả cho hai người rồi. Đó. Đã trả cho hai người rồi. Không vô. Only one. Chú. Coi cái tiền á, em mở Alipay coi. Nhìn cái tiền gì? 216 nữa. Nó nói là xe mình đầy bình hết cỡ là chỉ có như đó thôi. Đâu? Ủa xe GS chỉ có trăm mấy thôi. Đúng rồi. Thì nó hiểu. Bởi vì mấy mốt là đổ xăng của ai đổ từ cái ái giống như của anh đổ. Ừ. Ok. 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 Rồi đây này đây. Rồi hiểu rồi, lên xe. Rồi chạy khoa toàn chạy đi. Chứ em. Chứ đi. Rồi chạy đi. Chạy Minh. Rồi. Đặng. Cô bé đổ xăng tính nhầm hai chiếc, Hiếu đen trả cho Kiệt Lê luôn, mà cô bé đó đếm sao mà thiếu một người, xong mà cuối cùng đưa cái số tiền thanh toán ra cho coi thì cổ mới ok. Vô hầm này các bạn ơi, trên cao tốc hầm liên tục hầm luôn,
Shangri-La đây hướng kia. Shangri-La vừa phải nha. Xuống quang quang. Bây giờ hướng Shangri-La. Các bạn thấy mây trên núi đẹp không? Đây là đường cao tốc ở Trung Quốc. Mình đang đi từ hướng Lệ Giang về Shangri-La các bạn. Khoảng 130 cây từ chỗ này ha. Bản hiệu chỉ dẫn cũng rất là rõ ràng, màu xanh đẹp, màu xanh cũng giống y như màu của đường cao tốc bên Mỹ ha. Dễ chạy lắm các bạn, dễ chạy và chạy rất là sướng, thoáng. Đẹp lắm ha, nắng đẹp, những ngôi nhà bên cái triền núi, mây ở trên. Tiếp tục vô núi nè các bạn. Hầm này dài 1,5 km ha, cây số rưỡi. Đó, cứ qua núi là có hầm. Liên tục về. Hết núi này tới núi khác các bạn. Cuối đường hầm, wow, qua một cái là gặp cây cầu. Nó như vậy suốt như vậy ha, từ núi này qua núi nọ các bạn, đẹp lắm. Shangri-La 116 cây. Tuyệt đẹp các bạn ha. Bên phải là cái đồi thông. Trước mặt các bạn là những ngọn núi với mây nó che phủ ở bên kia trên đồi, trên ngọn núi rất là đẹp. Đó, hết cái núi này tới núi khác, cứ như vậy là họ đào hầm ha. Băng qua, tiếp tục ở hầm đó. Phải nói là họ làm đường kinh khủng các bạn. Mây mù giăng lối các bạn ơi. Đường về Shangri-La, anh em đang chạy trong mây ha. Đó, wow, độ cao nhiêu rồi Hoàng ơi? Các bạn thấy đường phía trước không? Anh em đang đi qua mây ha, và bên kia là núi ha. Đó, bạn thấy bên tay phải là núi không? Mờ. Đó, wow, cảnh quá đẹp các bạn ha, mây nè ngay trước mặt mình luôn. Độ cao này khoảng trên 2.700 các bạn. Quá đã. Tuyệt đẹp luôn các bạn ha. Đây là tuyến đường cao tốc và nó là xuất sắc. Được chạy xe trên những cung đường này thì nó không còn gì bằng. Đẹp quá. Bên kia một cái cầu nữa các bạn ha, cầu xanh, bên này cầu đỏ ha. Đó, cầu xanh nè. Bên này lại cầu đỏ ha. Quá đẹp luôn. Đường về Shangri-La các bạn. Hai cái cọng dây văng nó bắt từ ở trong núi bắt ra các bạn. Đó.
thì trong núi đâm ra. Wow, tuyệt đẹp. Tiếp tục qua một cái hầm. Nãy giờ hầm nhiều lắm mà mình không có quay à. Tại nó cũng tương tự như nhau, hết hầm này tới hầm khác. Nó đẹp là nó đẹp suốt chặng đường như vậy các bạn, cho nên mình không thể nào mình quay hết cái hành trình được, phải cắt bỏ. Ánh sáng cuối đường hầm. Wow, ở trên có cái cầu nữa. Ánh sáng được chúng bắt đầu vô tiếp cái hầm nữa các bạn. Được lái xe ở đây thì các bạn mới nhìn thấy rất là kỹ về cái giao thông ở đây, chợ Trung Quốc. Cực đỉnh luôn các bạn. Đất nước Trung Quốc rất rất rộng lớn. Rồi phía trước mưa rồi, sương mù các bạn. Lại một cái hầm nữa ha, sương mù. Mưa nhẹ ha. Lại vô cái hầm nữa. Wow, kinh khủng ha. Băng qua những cái ngọn núi này, cái địa hình như vậy mà họ ha, làm được cái hệ thống đường cao tốc như vậy là kinh khủng khiếp các bạn. Băng hết ngọn núi này tới ngọn núi khác nè. Rồi ra khỏi hầm các bạn, tiếp tục hết hầm này tới hầm khác. Đúng rồi, anh em đi cái hầm này là dài nhất từ bữa giờ các bạn. May nè, hầm này dài 27 cây số hả, khủng khiếp luôn, 27 km các bạn. Cái hầm này nè dài kinh hồn luôn, chạy thấm thấm luôn. Thực tế như vậy mới thấy giao thông Trung Quốc là họ đỉnh cỡ nào luôn. Làm hầm rất là đẹp, nó tính hết luôn ha anh Đông ha, nó tính hết hầm này hầm kia nối lại luôn á, là 27 cây á. Ra một cái là vô, ra một cái là vô hầm liền ha. À, qua cái thung lũng là bắt cái cầu qua các bạn, cứ qua cái thung lũng là bắt cái cầu, ra qua cái suối gì đó bắt một cái cầu qua là tiếp tục vô núi nữa đào. Phải nói là cái địa hình này mà làm được như vậy là không thể tưởng tượng á, kinh khủng, quá kinh khủng luôn các bạn ơi. 27 cây số hầm đó, cứ qua khỏi một cái núi này thì sẽ có một cái vực sâu ở đây đó, một vực sâu và tiếp theo là một cái ngọn núi khác thì họ đào tiếp, kéo dài như vậy 27 cây số, kinh khủng luôn. Nhiệt độ bây giờ là 17 độ C các bạn, lạnh rồi, độ cao càng lúc càng lên cao, nhiệt độ giảm xuống, mây nhiều và có mưa, các bạn thấy không, kinh khủng mà. 12 cây hầm nữa hả? Sao nãy kêu ai kêu? Ai kêu một cây hai? Dễ sợ. 27 cây số hầm. Để về search Google coi biết đây phải là cái hầm mà dài nhất thế giới chưa? À, chắc là cái hầm dài nhất thế giới. Các bạn ơi, giao thông Trung Quốc ha. Đường hầm phải nói là làm hầm kinh hồn luôn, toàn là núi không các bạn. Hết núi này tới núi nọ. Tiếp tục đường hầm nữa. Qua những cái vực sâu như vậy là họ làm cầu. Với một cái địa hình này mà họ làm được cái tuyến cao tốc như vậy là kinh khủng. Quá kinh khủng. Rồi, trước mặt là Quảng Cao. Nhiệt độ bây giờ xuống còn 16 độ C. Ghê ha, Quảng Cao đang chào khán giả. Tiếp tục lại vô hầm. Ngày nay anh em coi như là chạy trong hầm là mấy chục cây số hầm. Mây trên núi
cái địa hình ở bên này nó kinh khủng, địa hình đồi núi không mà họ làm được, và nó là nể phục đó. Cầu ta thấy không, núi rồi vực sâu, rồi núi rồi vực sâu mà họ làm được, kinh khủng, kinh khủng. Nhiệt độ còn 15 độ C, khá lạnh rồi đó. Đẹp không nói nên lời. Nhiệt độ còn 15 độ C. Và bây giờ là 10 giờ sáng các bạn. 10 giờ sáng. Anh em đã chạy được 120 cây số rồi. Từ Lệ Giang về Shangri-La. Đường rất đẹp, đường cao tốc đâm qua hàng loạt những cái núi. Núi cao và vực sâu. Cứ vực sâu là họ làm cầu. Và núi thì họ khoan, khoan núi. Đó, như cái núi trước mặt này là 2.520m, tức là 2.5 cây ha. Đó, 2.5 cây. Hiếu Đen, Hiếu Đen mắc tè rồi. Rồi anh em ghé một cái trạm dừng chân sau khi qua mấy chục cây số đường hầm à. Kinh khủng. Sáng giờ anh em chạy được 126 cây từ Lệ Giang đi lên Shangri-La. Anh em trời lạnh, anh em mắc tè lắm rồi. Hết mấy chục cây số đường hầm mà được tấp vô chỗ này mừng hết lớn. Hiếu Đen đang kiếm cái toilet. Đây, cái cửa đi vô kìa. Bên phải nè, trong mấy tòa nhà nè. Quá sức là kinh điển. Hiếu chạy nhanh đi Hiếu ơi. Té đái rồi, cận cảnh Hiếu Đen té đái là có thật. Rung rồi, rung người rồi. Tại sao? Thời tiết xuống còn 14 độ các bạn. Đây, còn cảnh Hiếu Đen đang té đó. Chạy đi tìm toilet các bạn. Chạy. Chạy nhanh lên. Toilet ở chỗ nào? Chạy lẹ lên. Thành, anh Đức. Chạy nhanh lên. Tìm toilet ở đâu? Hiếu đây vừa chạy vừa đá trong quần. 130 cây số, nhiệt độ xuống còn ở 14 độ C các bạn. Vừa gặp một cái trạm dừng chân, anh em mừng quá trời đất luôn. Tháo dép là chạy đi tìm cái toilet liền. Anh em ăn ở độ cao 3.250 rồi các bạn, 3.250 so với mặt nước biển rồi. Đó, 3.250, 3.249 nè. Và đang trên đường từ Lệ Giang đi về Shangri-La. Đây là một cái trạm dừng chân ở Trung Quốc các bạn. Có cây xăng, có ăn uống, có nhà vệ sinh. Anh em mới trút được bầu tâm sự. Mừng quá cho mừng luôn ha. Anh em vừa chạy qua 27 km đường hầm, thông qua hàng loạt những cái núi kinh khủng khiếp luôn. Hiếu Đen đang sung sướng uống một ly Starbucks. Mới xin nhấn chì 0613 xin lý cao số, tiếp tục hành xử 25 công lý. Nói gì? Khán giả xem anh em mình quá trời kìa, thấy không? Rồi anh em ra đi. Anh em ra đây, mình dính đất chạy cuối nha. Đẳng lên luôn ơi, đẳng ơi. Đẳng lên luôn ơi. Để anh dính đất chạy cuối. Hoàng chạy cuối với anh nha. Nãy giờ không nghe tiếng em á.
Rồi còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Ok đây bạn. Bạn chạy trước anh á. Rồi anh Đức chạy cuối. Ok. Ok, anh em tiếp tục chạy. Anh em mặc áo mưa vô cho nó ấm rồi. Chỉnh sưởi tay lên. Rồi nhiệt độ bây giờ đã lên 17 độ C. Nãy xuống 14 các bạn. Trời lạnh. Bắt đầu hơi lăn lăn với cái độ cao rồi đó. Anh em cảm thấy hơi ngợp ngợp một chút. Độ cao bây giờ là khoảng gần 2.500. À 3.500 các bạn. Độ cao khoảng gần 3.500 rồi. Phải nói là vừa trải qua 27 cây số đường hầm, nể phục ha, nể phục cái sự làm việc của người dân Trung Quốc này kinh khủng. Núi rừng hiểm trở mà họ làm cái đường này, phải nói là bái phục. Bái phục các bạn. Cứ vực sâu là họ làm cầu và núi là xuyên hầm ha. Còn 29 cây số nữa là sẽ tới Shangri-La. Vô một cái đường hầm nữa các bạn. Về cái núi này thì hơi thấp ha. Đó, núi này hơi thấp. Hầm này ngắn. Có mấy ngôi nhà trên sườn núi các bạn thấy đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Chuẩn bị đến thành phố Shangri-La các bạn. Bắn tốc độ nè. Đây anh Đức. Đức chúc đoàn Minh Đức 79 chuẩn bị vô đường hầm tiếp tục các bạn. Đó, các bạn cứ thấy cái đường mà nó đụng cái núi là có hầm vô. Hầm này ngắn. À, cảnh sát. Cảnh sát chặn xe hơi quá tốc độ quá trời luôn các bạn. Vừa qua khỏi trạm ha. Vừa qua khỏi trạm thu phí. Đây. Nguyên đoàn 20 xe GS đang tiến về Shangri-La. Đang vào thành phố Shangri-La các bạn. Anh em đang vào Shangri-La các bạn. Là thành phố Shangri-La ăn trưa ở đây. Trước mặt có cái tháp đẹp dễ sợ. Đây là thành phố Shangri-La ha. Cái tên rất là nổi tiếng. Các bạn biết cái hệ thống khách sạn Shangri-La được các nước Đông Nam Á tổ chức những cái hội nghị quốc phòng ở Singapore, gọi là hội nghị Shangri-La, thì lấy tên thành phố này các bạn. Trời đang nắng đẹp. Anh em tới Shangri-La lúc 10:50 sáng. Chắc là tham quan cái tháp này quá à, chụp hình cái tháp này. Chắc đây là cái tháp lớn và nổi tiếng nhất ở Shangri-La. Đây đoàn xe 20 chiếc GS, GRA của anh em CBC.
và những người bạn đến Shangri-La. Rồi anh em đã đến Shangri-La. Bắt đầu vào đất tạng. Một, hai, ba. Chào anh Phong. Cái tháp này là cái tháp gì đẹp thế anh Phong? Tháp này tên là Bạch Tháp. Bạch Tháp Shangri-La. Rồi. Shangri-La. Shangri-La. Bắt đầu vào đất tạng rồi đúng không anh? Đúng rồi, bắt đầu vào tất đạn. Tất tạ của Tây Tạng. Tây Tạng rồi đó. Đó, tổ cao ở chỗ này là 3.288m. 3.288m. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy là kiến trúc tiêu biểu của Shangri-La. Shangri-La. Để bên trên là có 4 pho tượng Phật. À, 4 cái pho tượng Phật ở trên. Đúng rồi, ở Bạch Tháp để cầu sức khỏe, cầu may mắn. Cầu sức khỏe, cầu may mắn. Còn bên trong cái tháp cũng có một số tượng Phật bên trong cái tháp nữa. Đó, chính vì thế thì nó cũng gọi là tháp trung tháp. Bên ngoài có tháp, bên trong cũng có tháp. Đó. Tháp trong tháp. Đó. Đây là gọi là Bạch Tháp. Bạch Tháp. Bạch Tháp. Tháp trắng á. Bạch Tháp. Một trong những đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng. Đây là Harmony Stupa. Harmony Stupa. Bạch Tháp. CBC bao vây. CBC bao vây hai cô gái ở Shangri-La. Đây là Bạch Tháp các bạn, Bạch Tháp ở Shangri-La. Đó, đây là đoàn xe của anh em CBC và những người bạn, 20 chiếc GS và GSA đang đậu chụp hình ngay tòa Bạch Tháp. Đây là nơi bắt đầu thuộc vùng đất Tây Tạng rồi các bạn. Đó, bắt đầu thuộc vùng đất Tây Tạng. 20 chiếc GS, GSA. Các bạn thấy đẹp không? Cực kỳ hoành tráng luôn. Chạy từ Việt Nam qua các bạn. Thành phố Shangri-La. Các bạn nghe những cái hội nghị quốc phòng Shangri-La của khu vực Đông Nam Á được tổ chức ở Singapore. Thì cái hệ thống khách sạn mang tên Shangri-La là ở khu vực này. Có rất nhiều khách sạn Shangri-La. Lúc trước đi Thái Lan chạy với mô tô BMW, mình cũng ở khách sạn Shangri-La ha. Là họ lấy tên của cái thành phố này ở Trung Quốc, đặt tên cho cái khách sạn ha. Đây là cái bảng mọi người chụp hình các bạn. Đó. Cái chỗ này có độ cao là 3.288m so với mực nước biển ha. Và dần dần đi lên thì anh em sẽ lên tiếp theo những cái độ cao hơn. Còn cảnh chuyên gia chụp ảnh nè. Bạch Tháp ở Shangri-La các bạn. Tới đây nó có những cái vòng quay ở đây. Những cái thông phi rồi đó ha. Mình tới đây mình quay cái vòng này đi hết một cái vòng. Ở dưới tòa tháp Bạch Tháp này thì đây là cái cầu may mắn cho mọi người, cầu bình an, cầu may mắn. Đây là những cái lá cờ sắc màu. Bắt đầu bước vào đất tạng rồi các bạn ha. Đây. Đi. Cầu may mắn đến tất cả các bạn nha. Chúc các bạn sức khỏe, bình an, vui và thành công trong cuộc sống. Mai Nguyên Rider chúc tất cả các bạn gặp được những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc sống. Đang ở Shangri-La, bắt đầu vào vùng đất Tây Tạng. Hiếu Đen đang hấp nước mì tôm ké của Phương Hyundai các bạn. Thấy thảm không? Đó. Thấy thảm không? Các bạn đừng ở đòi đi tour nha. Khổ lắm người ơi. Đây cái Bạch Tháp các bạn. Tòa Bạch Tháp nè. Ở Shangri-La. Rồi anh em chuẩn bị xuất phát đi ăn trưa. Giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Nhiệt độ giờ đã lên 18 độ C. Rồi đi.
Quang ơi. Rồi, ok các bạn, anh em rời khỏi Bạch Tháp ở Shangri-La. Giờ đi về ăn trưa. Đó, tòa Bạch Tháp nằm ở thung lũng, xung quanh là núi không à hả? Thì đây bắt đầu vào cái vùng đất Tây Tạng rồi các bạn. Đây anh Bằng Sheraton. Đây những hình ảnh ở Shangri-La của 20 anh em CBC và những người bạn các bạn chạy từ Việt Nam qua và đang trên đường đi lên Tây Tạng khám phá vùng đất đầy bí ẩn ha, và đất nước Trung Quốc. Đây Hiếu Đen, Hiếu Đen Vinh Chùa, Hiếu Đen 47, bác sĩ Thi Đắk Lắk. Anh Phước Ngô. Giờ đi về chỗ ăn trưa cũng gần các bạn. Phường 66, anh Thành, anh Trí Biên Hòa, anh Hải Đăng, Khoa Toàn. Những người mà nhìn thấy đoàn xe hầu hết là đều quay phim các bạn. Chắc lâu lâu mới gặp được một đoàn 20 chiếc GS như vậy. Rồi, đi theo dẫn đoàn với một bác bảo vệ đang chỉ. Bò này bò gì anh Phong? Con bò này được gọi là con bò giáp. À, cũng gọi là bò Tây Tạng. Bò Tây Tạng. À, con bò này lông rất là dài, thì thời tiết bên này rất là lạnh. 手机卫星定位信号弱，已为您开启高德智能定位。龙爷人精。Bò này gọi là bò rắc nha các bạn. IAK là bò rắc, bò ở Tây Tạng, lông dài đụng chân ha. Đó. Anh em tham quan một nhà máy trưng bày cái loại bò rắc và sản xuất thịt bò ngon bậc nhất ở Tây Tạng các bạn. Đây là loại bò rắc ha. Anh em đi tham quan cái khu chế biến rồi lịch sử về cái loài bò rắc ở Tây Tạng các bạn. Bò rắc các bạn, IAK ha, bò rắc. Anh em mua thịt bò khô từ bò rắc các bạn. Nãy tưởng đi ăn mà không phải. Bây giờ coi bò rắc và mua thịt bò rắc. Bây giờ anh em mới đi ăn trưa ở Shangri-La. 12 giờ rưỡi rồi. Đây hai chiếc xe hậu cần của đoàn nè. Đó. Đây là một cái khu thung lũng ha. Núi bao vây. Rất là nhiều cái ngọn núi trên cao đẹp ha. Hiện tại độ cao ở đây là 3.319 mét ha, so với mặt nước biển. Shangri-La. Nhiệt độ bây giờ là 19 độ C. Do buổi trưa nắng ha, cho nên là không khí thời tiết cũng khá mát mẻ ở Shangri-La. Hai khách người Trung Quốc, bằng số Trung Quốc mà, để coi họ chạy xe gì đây.
thấy ba thùng dữ dằn nhưng mà không phải GS đâu các bạn. Một chiếc, còn chiếc trên. Ba thùng dữ dằn lắm. Chiếc gì? À, V-Strom à? Suzuki V-Strom. À, V-Strom 250. Đây là Hiếu Đen. Ủa, Hiếu Đen gỡ cái Action Cam bỏ đâu rồi? Hết rồi, ớn rồi hả? Bò rác nó đi giữa đường kìa. Ồ, đây hai con đó. Ba con, wow. À, bò rác này các bạn, nãy đi coi đó, đó. Lông này nó chưa dài ha, lông dài nữa là đụng chân luôn. Rồi, anh em quay lại tòa Bạch Tháp. Mọi người nếu đến Shangri-La thì ghé đây chụp tấm hình kỷ niệm nè. Và cầu cho những điều tốt đẹp nhất. Đi một vòng xung quanh cái tòa Bạch Tháp này. Quá đẹp. 20 chiếc GS, GSA của anh em từ Việt Nam chạy qua, đang đi dạo một vòng Shangri-La để chuẩn bị ăn cơm trưa. Đói bụng rồi anh em ơi. Bây giờ là 12 giờ rưỡi và nhiệt độ ấm lên rồi, 19 độ C. Độ cao chỗ này là 3.291 mét. Anh em đầu xe dọc đường các bạn, để đi vào một cái nhà hàng ăn trưa ở Shangri-La bên này, thành phố Shangri-La. Đây, bữa trưa của anh em ở Shangri-La. Bữa trưa của anh em ở Shangri-La. Yeah. Giới thiệu món Nậu ơi. Để Nậu là đặc phái viên giới thiệu món. À, bữa đây. Chào các bạn. Ghê không? Mình là Nậu. Là Vịt Quay. Vịt Quay Shangri-La. Shangri-La. Đây là rau củ quả. Đây là cà rốt hầm thịt lợn. Ngon. Đây là thô xài hết lớn. Rồi thì lớn rồi thịt lớn. Cái này là rau nộm, đây là trứng ở Bắc Cạn mang qua. Ủa cái bàn sao nó cứng vậy ta? Ở này. Cái này là thịt heo xào với ớt khô, ớt khô và cái cọng hành. Còn cá gì đây? Đây là cá diêu bông. Wow, cái này đây là những cái món mà chiên không biết là lần đầu tiên ăn. Phồng tôm, phồng tôm, phồng tôm. Đây là cơm. Đây là rau cải hấp xe xì dầu. Vịt quay Bắc Kinh. Đây là canh rau cải. Vịt quay Bắc Kinh. Dạ. Vịt quay mình mấy cái này. Ăn về quay. Ăn về sao xuống bụng được? Ăn về sao mà ốm được? Ăn về đi tay tàn gì ốm gì nổi. Rồi vô đi anh em ơi. Cùng đi. Đây. Một ly bia V8. Bia V8 đồng hành của anh em mấy ngày nay ở cảm xúc cực mạnh. Những chặng đường lên. Một, hai, vô. Quá đã luôn. Uống bia vô cho nó khỏi say đầu cao. Cho máu nó lưu thông tốt. Cho máu nó lưu thông tốt. Nó bừng bừng, nó chạy vòng vòng nha. Khỏi bị phản ứng đầu cao. Hello các bạn. Đang ở Shangri-La. Các bạn mới ăn trưa xong ha. Đây là khách sạn Hilton Garden nè. Ở Shangri-La nè. Đó. Lần đầu tiên mình đến Shangri-La. Cũng là lần đầu tiên chạy chiếc mô tô của mình qua Shangri-La luôn ha. Đây là một vòng thành phố Shangri-La. Cho các bạn thấy. Ha. Đó. Trung tâm ở Shangri-La. Đó, trước mặt các bạn là cái gì đây, để coi. Đi thẳng cái đường này đâm vô núi không biết cái hầm hay cái gì. Một vòng ở thành phố Shangri-La các bạn ơi. Tiếp tục, anh em
CBC và những người bạn 20 chiếc GS GSA. Đó, đây một cái tượng mình cũng không biết tượng gì nữa. Chưa đọc lịch sử ở Shangri-La ha. Đây. Ở đây là bắt đầu thuộc vùng đất Tạng này các bạn. Và hôm nay sẽ có một anh hướng dẫn người Tạng ha, anh dẫn đoàn. Hồi nãy nghe kể là anh này anh ở trên độ cao quen rồi, cho nên anh xuống dưới đại lý thì anh bị giống như dư oxy. Anh cũng mệt. Những người ở độ cao quen mà xuống ở dưới thấp cũng cảm thấy mệt. Còn mình ở dưới thấp lên đây bắt đầu nó thiếu oxy, ngợp. Cho nên mình sẽ nói ít lại. Đi chậm lại. Hoạt động ít lại để ngợp. Rồi Shangri-La các bạn ơi. Rồi Shangri-La bắt đầu đi tới một cái điểm tiếp theo tham quan. Lát đó đến đó mình sẽ cập nhật. Mấy người ngồi trên xe họ thích lắm. Họ thấy họ la lên. Nãy hỏi anh Tú thì tour du lịch thì thường là tới đây là hết ha, không có đi lên cao nữa các bạn. Tới điểm này là thường là coi như hết. Còn những người mà đi lên Tây Tạng thì bay lên Lhasa luôn các bạn. Lhasa là cái thủ phủ của Tây Tạng, hay đó có sân bay lớn. Thì nếu đi tour Tây Tạng thì bay lên đó luôn. Tour này phải nói là rất giá trị các bạn ha, đối với mình cũng như đối với tất cả các anh em trong đoàn. Một lần trong đời các bạn phải khám phá được cái vùng đất Tây Tạng, đặc biệt là Trung Quốc nữa ha. Trung Quốc nó lớn, nó rộng lớn lắm. Và các bạn qua đây ha, chạy chiếc xe trên cao tốc, đi qua những cái cung đường như vậy thì mình mới thấy được cái sự hùng vĩ to lớn của họ, cái sự phồn thịnh giàu có của Trung Quốc ngày nay. Họ làm đường băng rừng, băng núi, băng hẻm vực kinh khủng luôn. Phải nói là khâm phục các bạn. Không bàn đến chính trị các bạn ha, mà mình quan sát thì thấy cái cơ sở vật chất và cái đất nước của họ nó phát triển như vậy, rất là kinh khủng và đồ sộ ha. Phương tiện chính bây giờ ở Trung Quốc là xe hơi rồi. Trước mặt mình là Hiếu Đen. Tour này không có ca sĩ trong mặt kép mà. Ca sĩ Ngọc Lan trong mặt kép không có tham gia tour này, cho nên là Hiếu Đen thế vào chỗ ca sĩ Ngọc Lan được nhắc tên nhiều nhất. Giờ ngủ chung phòng với mình nữa các bạn. Hiếu Đen là một người em mà mình gọi là đưa vào đời chơi mô tô. Và bây giờ trở nên đam mê bất tận luôn. Rất là thích chạy. Bạn số xanh không à. Lúc đầu mình nhìn thấy mình cứ hình dung đang ở Việt Nam. Thấy sao toàn xe nhà nước chạy về đường không? Ở Việt Nam mình bản số xanh là xe nhà nước. Bản số trắng là tư nhân. Bản số vàng là dịch vụ. Còn bên này là bản số xanh là số xe tư nhân.
Bản số trắng chuyển sang xanh bạc hà là xe điện. Đây, các bạn thấy mấy cái cầu bắc qua những cái hẻm vực á, kinh khủng ha. Đường bên Trung Quốc là vậy á. Đây không phải là đường quốc lộ các bạn à, không phải là đường cao tốc, đây là đường quốc lộ. Đó, cầu nó cứ bắc qua những cái vực sâu như vậy nè. Xong rồi họ xẻ núi, nếu mà núi nhỏ nhỏ như vậy thì họ xẻ núi, còn núi cao thì họ đào hầm. Đường quốc lộ có hai làn xe thôi. Đó, quá đẹp. Đây là bắt đầu thuộc vùng đất Tạng rồi. Ngày mai thì mình chính thức vào khu vực tự trị Tây Tạng ha, có xin phép có dừng lại kiểm soát ha. Cao lắm, nói chung là đi theo những cái triền núi ha, đẹp lắm các bạn. Đi trên bên này nó chặt cái núi này nè, đó, chặt cái triền núi này làm đường quốc lộ. Họ giống như nối mà cắt kìa, cắt miếng ra để làm cái đường chạy. Kinh khủng hơn, cái địa thế toàn là núi không các bạn. Chạy trên núi cao. Cảm giác ù tai các bạn, như đang ở trên máy bay vậy đó. Hết cái hầm này tới cái hầm khác. Cái núi đẹp không? Quá kinh khủng mà. Quá kinh điển. Trời ơi, có mấy ngôi nhà tích cho trên kia. Wow, nhà theo trên núi nè. Wow, đẹp quá. Đẹp quá đẹp các bạn. Ở dưới có dòng sông nè. Wow, có cái cầu băng bắc qua đẹp quá, giống như bên Salomon bên Mỹ kìa. Quá đẹp các bạn. Có cái cầu này giống cái cầu Crispy Bridge gì đó anh Vũ ơi. Giống cầu hai anh em mình chụp hình check in nè. Ê bò Hiếu. Ủa, nó chạy kìa Hiếu. Rồi, kéo lên. Đẹp lắm các bạn ơi. Cứ đi dọc triền núi thôi. Khô cằn. Đá không, núi và đá không à. Quá xa đẹp luôn, trời ơi. Mấy cảnh này y chang bên Mỹ luôn Hiếu. Giống đường đi Arizona rồi đó. Hả? À, núi hai bên y chang luôn. Giống đường từ Cali đi qua Arizona nè. Wow, có lá cờ kìa.
Đây một chiếc xe điện nè các bạn, nhìn cái bảng số là biết xe điện à. Rồi tắp vô bên trên rồi nha anh. Hả? Rồi. Hello, chỗ này là chỗ gì anh? Cầu Hồng Quân. Cầu Hồng Quân. Cầu Hồng Quân. À, Hồng Quân đi sang đi qua Thảo Nguyên, cho là đi qua Tứ Xuyên, đi qua cái đoạn này. À. Đi qua cái chỗ này này. Rồi xong là sông Dương Tử à? Sông Kim Sa. Sông Kim Sa chứ không phải sông Dương Tử hả? Kim Sa, sau là từ cái đó là lên. À. Lên cái bậc đây này. Lên cái bậc đây là đi đâu? À, đi đâu? À, đi qua Thảo Nguyên luôn. À, cái đường nhỏ 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 trên đó hả? À, Tứ Xuyên. Đi qua lên núi này là qua Thảo Nguyên. À, đây cái đường bộ đó đó. Thấy không? Thấy cái đường không? Cái tượng giờ mới thấy cái tượng kìa. Đâu? Ở giờ đi lên đây là qua đó Thảo Nguyên tên à. À. À, đi đó có đường bộ đó. Đường bộ đó. À, zoom 5X nè các bạn. Zoom 5X nè. Sông này là sông Kim Sa các bạn. Đó, đi bộ từ cái chỗ này nè lên qua cái núi này thì sẽ tới vùng đất Tây Tạng ở bên kia ha. Đẹp quá đẹp các bạn ơi. Phê pha, phê pha. Núi không là núi. Ô, đẹp quá đẹp luôn. Đó. Chỗ này mới kinh điển nè anh Thi. Kinh điển nè, kinh điển nè. Nguyên một cái thị trấn ở cái ven núi và sông ở đây. Ô, cảnh sát đó. Cảnh sát chặn đường. Bullet check thôi. Tắt máy, tắt máy à, tắt máy. Cảnh sát kiểm tra. Ok. Bye. Bye bye. Bye bye. Good luck. Bạn chạy FZA. Đây cảnh sát bên Trung Quốc gần khu vực Tây Tạng các bạn. Dừng toàn bộ đoàn xe đến kiểm tra visa hộ chiếu. Ghê không, ca sĩ nè. Trời ơi. Con nhà ai không biết nữa. Đó. Cảnh sát dừng lại ngay cái đoạn này. Nén quá, nén quá. Rồi. Kiểm tra xong rồi. Kiểm tra xong rồi đây các bạn. Tiếp tục. Trời ơi, đẹp quá người ơi, đẹp quá người ơi. Cảnh này hùng vĩ như Mỹ luôn á. Mê luôn. Đẹp quá đẹp các bạn ơi, không thể nào tưởng tượng được những cảnh đẹp như vậy luôn. Kinh khủng. Độ cao nhiêu rồi Hoàng ơi? Dừng lại vô đây. Tham quan điểm một điểm du lịch dọc đường đi. Điểm gì đây các bạn, chờ xem. Thứ đậu ở chỗ chỗ nào trống rồi cứ vô thôi. Đây Hiếu Đen đang được một nhiếp ảnh gia xinh đẹp. Ghê, thả tim nữa, ghê chưa? Ok luôn, trời ơi. Được một tiên nữ ở trên Tây Tạng chụp hình giùm còn gì nữa. Thank you so much.
một vị trí cực đẹp, ai cũng đến đây chụp một tấm hình hết. Và giờ này là giờ mặt trời đang rọi xuống rất là đẹp. Chào anh Phong. Chỗ này chỗ gì anh Phong? Chỗ này á, chỗ này là đầu nguồn của sông Dương Tử. Sông đúng không? Dương Tử. Đó, đầu nguồn sông Dương Tử. Chỗ này Trường là Giang. Sông Trường Giang đúng không? Sông Trường Giang. Sông Trường Giang. À, cái ở bên cái đoạn cái chỗ khu vực Tứ Xuyên. Tứ Xuyên. Với cả khu vực ở Vân Nam nó gọi là sông Kim Sa. Sông Kim Sa. Đúng rồi. Sông Kim Sa này chảy thẳng thì chảy sẽ chảy đến sông Trường Giang. À. Tức là khỏi vào cái đoạn sau nó gọi là Trường Giang. Yeah. Đầu... là đầu nguồn của cái con sông Trường Giang. Chỗ này là đầu nguồn sông Trường Giang nè. Đúng rồi, đúng, yeah. Rồi. Ở Việt Nam có cái hẻm Tu Sản. Nó sâu, nó cũng đẹp xanh như nè. Ở dưới có con đường xe chạy phải không anh? Đúng rồi, con đường này chạy. Đó là mình đi đường nào mà xuống đó được? À, mình sẽ đi vòng đường khác. À, vòng khác xuống đó. Vòng đường khác. Nhưng bây giờ nước nó đục quá ha. Đúng rồi. À. Đấy, một phần là bên này cũng gọi là My Little Sơn. Về khu vực My Little Sơn. My Little Sơn à? My Little Sơn là độ cao của My Little Sơn là hơn 6.000 mét. À, rồi. Trong những núi cao của tỉnh Vân Nam. Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Rồi Tây Tạng nằm hướng nào anh? Là mình đi thẳng cái đường này đó, à. Đường thẳng đi đi tiếp đó. Thẳng này lên tiếp trên núi đó. Đúng rồi. À, sau cái những cái núi này nữa. Đúng rồi. Ừ. Rồi các bạn ơi. Kết thúc một điểm tham quan. Đây là đầu nguồn của sông Trường Giang, là Tesla ở Trung Quốc đây cũng khá nhiều mà. Rồi đây anh em, theo xe dẫn đoàn. Rồi đi. Xong anh trên đất ơi. Rồi chạy đi. Bốn giờ 50 chiều rồi các bạn. Nhiệt độ đang xuống 24 độ C rồi. Hồi nãy là 31 độ luôn ha. Trời nó lặn chút là bắt đầu nó thay đổi nhiệt độ rất là nhanh. Bạn thấy toàn bộ khu vực này là núi không ha. Núi trùng trùng điệp điệp, mênh mông bát ngát luôn. Trung Quốc họ làm đường tuyệt vời luôn. À, giống như những vùng Tây Bắc, Đông Bắc của mình đó, nhưng mà hùng vĩ ha. Đường xá đẹp ha. Đường rất là tốt. Chiều tà các bạn, 5 giờ đúng, coi cái, nhìn thấy từ xa cái đường nó treo leo tít ra trên núi bên tay phải kìa. Kinh khủng không ha. Hả? Cầu, họ vạt núi. Vạt núi bắt cầu qua ha. Kinh hồn. Đáng nể luôn. Chiều tà 5 giờ, trước mặt là Bé Nẩu với Hiếu Đen, Đô Bạn Thân 47 Mãi Đỉnh. Qua mặt Bé Nẩu các ơi. Lên luôn Hiếu. Rồi qua xe đó đây, qua xe đó đây, qua xe, lên, qua. Nhiệt độ đang xuống 23 độ C các bạn. Chiều tà rồi. Đang ở trên núi các bạn ơi. Núi, núi và núi thôi. Ở đây không có gì ngoài núi và đá ha. Không có gì ngoài đá và núi. Những cái hầm và những cái cầu bắt treo leo ở trên các bạn thấy từ xa không? Đó. Họ vạt những cái núi đó làm đường tít ở trên đó. Kinh khủng ha. Đi từ dưới này lên quần qua quần lại quần lại qua những cái đỉnh núi đó. Anh em đang tiến về hướng Tây Tạng trong một cái hành trình dài hơn 11.000 cây số và chạy suốt trong 30 ngày đêm các bạn. 20 chiếc GS và GSA. Nhiệt độ mới đó mà xuống 23 độ rồi. Và độ cao thì càng lên càng cao và cái người mình sẽ càng thiếu oxy ha.
nó hơi mệt mệt, tối cũng có thể khó ngủ trên những khu vực độ cao này. Còn khoảng 60 cây nữa là anh em sẽ về tới khách sạn. Bây giờ 5 giờ chắc phải 6 giờ 6 rưỡi mới tới. Một chú bò nằm giữa đường nè các bạn, quá đã các bạn ha. Những khúc cua mềm mại hai bên vách núi. Đây là một hành trình gọi là đáng mơ ước, và đây là cơ hội mình không thể nào bỏ lỡ được các bạn. Mình cũng gần chạm đến tuổi 50 rồi. Mình đang ở giữa 45 và 50, cái độ tuổi mà mình cần thực hiện những cái gì mà mình mơ ước ha. Chứ sau này mình nghĩ qua 60 tuổi thì rất là khó, sức khỏe nó yếu dần, nó giảm dần đi. Thì những hành trình xa, những hành trình cần phải sức khỏe ha, thì lúc đó có thể mình sẽ làm không được. Thì đây là thời điểm mà mình thường xuyên lên những cái tour mơ ước các bạn ha. Trong 5 năm và 10 năm tới thì mình sẽ liên tục có những cái tour mơ ước mà để kết hợp vừa làm vừa chơi, vừa sắp xếp công việc hợp lý mà vừa có thời gian để mình trải nghiệm. Chứ mình không phải cấm đầu ha, cấm đầu cấm cổ vào làm ha, giống như 20 năm trước ha. Thời gian này là thời gian để mình tìm hiểu về thế giới, trải nghiệm thế giới mênh mông này. Càng đây thì thấy mình càng nhỏ bé các bạn, càng thấy mình nhỏ bé. Tùng nhau ban đầu luôn ha. Ngay cái chỗ này nó ướt mà nước đó. Xe đó nó lấy này trượt đâm qua bên đó ngay cái góc cua luôn. Ngay cái cua khúc bị trơn. Nhiệt độ mới từ 25 độ xuống còn 15 độ các bạn. Quá kinh khủng. Nhưng mà nắng lắm. Anh em đang dừng dọc đường các bạn ơi. Chào anh Tú. Bây giờ mình đi từ đâu tới đâu anh Tú? Hôm nay mình đi từ Lệ Giang tới Sang Ela và Sang Ela tới Đức Khâm. Đức Khâm. Tối nay mình ngủ Đức Khâm đúng không? Tối nay mình ngủ ở Đức Khâm. Dạ. Châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh. Đức Khâm thì độ cao độ cao là 3600 m. Dạ. Hiện tại cái nào là mình đang dừng là độ cao 3900 m. Đang ở 3900 rồi. Đó. Rồi, chuẩn bị tiếp tục đi. Đi xuống thôi, không dừng ở trên này lâu tại Ok anh Tú. Rồi đây anh em ơi, lên đường. Sáng cuối đường hầm, trước mặt là gì đây? Trước mặt là gì đây? Tiên cảnh núi rừng. Anh em đang đi về Đức Khâm các bạn, từ Shangri-La về Đức Khâm. Đức Khâm. Và còn khoảng hơn 20 cây nữa là tới khách sạn rồi. Ở Đức Khâm, tối nay anh em ngủ ở Đức Khâm. Với độ cao khá cao, tối nay ở độ cao cao và lạnh. Lát tới khách sạn mình sẽ đo độ cao cho các bạn thấy trong cái đồng hồ Apple Watch của mình. Hiện tại thì nhiệt độ đang là 13 độ. 13 độ C ngay. 12 độ rồi. Trời đẹp các bạn, nắng đẹp nguyên ngày nay, không mưa. Tự nhiên càng lên cao thì nhiệt độ nó càng xuống. Xuất sắc luôn. Mặt đường lắng o. Trên núi trắng trắng đó là tuyết á. Trời, đường này bao cua thì nó tê tái thôi rồi luôn ha. Đẹp quá, nó tuyết các bạn. Trên đó. Có nhóm mô tô ha. Nhóm mô tô chơi ở đây nè. Đẹp quá các bạn ha. Thiên nhiên quá hùng vĩ luôn. Cực kỳ đẹp. Nhiệt độ lên 17 độ C lại rồi nha. 17 độ C rồi.
trời ấm. Welcome to the wind đó, đúng rồi đó. Đất khâm á. Đất khâm là the wind á. Đất khâm á, đúng rồi. Qua cái hầm này là tới đất khâm rồi các bạn nè. Đất khâm. Bác sĩ thi móc cái gì ra đó. Móc hàng gì đó. Bác thi móc hàng đúng không? Móc hàng quay cho đất khâm đúng không? Ê, tấp vô, đổ xăng, tấp vô anh em ơi, bên trái. Ok. Rồi, anh em tiếp tục đi, mới đổ xăng xong các bạn. The Wing. Đó, thành phố đó là The Wing, là Đức Khâm nha. Anh em đang tiến về Đức Khâm, vừa đổ xăng xong. Qua cái dãy núi này là tới, anh em tới Đức Khâm. Đó, một cái thị trấn nằm bên dưới nè, đẹp không? Từ trên núi nhìn xuống nằm dưới cái thung lũng này. Đó, đang trên đường xuống Đức Khâm. Nhiệt độ đây bây giờ ấm lên rồi, 18 độ C. Thời tiết khá đẹp. Đường xuống Đức Khâm. Giống Đà Lạt không? Hay là giống chỗ nào ở Việt Nam? Nhà dọc sườn núi, nghe dọc những cái triền núi từ trên cao xuống dưới. Rồi đi theo sẽ dẫn nha, bên trái nè. Bé Năm, thị trấn nhỏ Đức Khâm. Rồi quẹo vô đây các bạn, xuống dốc bao quay vanh cái thị trấn Đức Khâm này là núi và núi ha. Núi không, ngay cái thung lũng luôn, đường dốc. Nhà thì nằm theo tầng. Cái này phải cây á, cái này phải cây á. Đấy. Tán trên xuống cái đẳng. Đây luôn à. Đúng rồi. Từ được cây thì nó. Đấy, tán nó xuống chút. Ừ. Cái thùng của mày cho đúng điểm. Hai anh em ghé một cái khách sạn ở Đức Khâm các bạn. Anh Tú ơi. Đức Khâm hả anh Tú? Đức Khâm có gì hay anh Tú? Tại sao cái thị trấn nhỏ là phải không? Đây thị trấn nhỏ thôi. À. Thì người ta đi đây là điểm dừng chân để dừng chân thôi. Đi qua ngắm núi tuyết Mai Lý. Dạ. Một cái điểm dừng chân nhỏ là nằm trong cái thung lũng thôi. Nó là thung lũng. Thì cũng không có điểm gì, không có gì đặc biệt lắm đâu. Có mấy cái chùa nhỏ nhỏ của người Tạng thôi. Dạ. Anh em mình ở trong khách sạn này, không biết tên gì luôn á. Độ cao ở đây là 3.600m. 3.600m. Sóng mừng góc biển. 3.600m. Rồi, bye bye anh Tú. Dạ. Anh em mới về khách sạn ở Đức Khâm các bạn, với độ cao 3.288, gần 3.300. So với mực nước biển, nó cũng làm cho mình hơi ngập ngợp một chút. Khó thở một chút các bạn, cho nên là mình hít sâu mình thở nhẹ ra nhẹ nhẹ, và mình hạn chế cái việc mà hoạt động nó nặng thì sẽ làm cho người mình nó mau mệt.
cái con cá mà nó ngập á, ngập nước các bạn. Đây khách sạn ở Đức Khâm ha. Thì đây thì phòng ốc cũng bình thường à. Đó, khách sạn này thì hơi cũ, phòng tắm rồi rửa mặt rồi tủ có hai chai nước, tủ móc đồ. Rồi họ cho thêm cái mền nữa. Cái mền xà lạnh. Cho thêm cái mền. Mỗi người chai nước, bình trà nữa. Đó. Rồi ở đây thì hai cái giường vậy thôi, một cái tivi. Rất là đơn giản, ở đây ngoài đất trống à. Thì không có view gì. Bàn làm việc đó. Bàn làm việc cũng không có luôn. Đó, không có bàn làm việc luôn ha. Ở trong một khách sạn này thì nếu ở Việt Nam này chắc 1.5 sao, 2 sao. Ở đây là một cái thị trấn nhỏ các bạn ha, nó không có gì đặc biệt hết. Nói chung là nó là chỉ một cái chỗ để anh em dừng chân nghỉ ngơi. Nếu mà mùa đông thì đi ngắm núi tuyết gần đây ha. Giống như một những cái thị trấn nhỏ bên Mỹ vậy đó. Mình đi xa, thật là xa rồi ghé vô một cái town nhỏ để mình nghỉ ngơi cho một ngày hành trình kế tiếp vậy thôi. Chứ đâu phải cái điểm như tối hôm qua, không phải là Lệ Giang. Đó. Đây là xe hậu cần. Và trước cái xe hậu cần là một dàn 20 chiếc GS GDA của anh em đậu đó các bạn. Giờ mình tắm rửa rồi chuẩn bị đi ăn tối. Tốc độ quá mới ăn. Cái này mới đúng. Cái này mới đúng mà. Sao bé nấu? Dạ. Tối nay bé nấu để đoàn ăn món gì đây bé nấu? Cá. Cá vừa bắt xong Trường Giang. Dạ. À, đây là món trứng xào với miếng. Đây là món không nhục heo. Hay quá bé. Đây là món su xào á. Còn đây là chén canh súp của người Trung Hoa. Một lần rồi, một lần. Đó là súp gà với nấm. Gà đen hả? Gà đen với nấm. Hay quá, mà ngày nào cũng lấy món món này. Còn đây là mướp xào. Mướp xào hả? Còn đây là thịt đặc sản của người Trung Quốc. Xào với ớt khô. Còn đây là đậu đũa xào với thịt. Còn đây là đậu hũ xào với sốt cà chua. Còn đây là món sườn hầm với củ cải trắng. Bữa cơm thật là tuyệt vời. Còn này. Trứng xào. Mà sao ngày nào cũng giống nhau vậy? Dạ, chú quan không mà. Giống nhau đúng không? Dạ. Kinh điển ha. Rồi. Hôm nay là thời tiết lạnh, thay bia bằng rượu. Cho nên là mọi người dùng chén rượu bữa cuối chứ ngày mai lên Tây Tạng là không được uống nữa. Ok. Ngày mai lên Tây Tạng là cấm bia rượu. Cấm bia rượu luôn. Một tuần. Thế là đây là bữa nhậu rượu cuối cùng của đoàn. Rồi. Anh em đang ăn tối đây nè các bạn. Ở ngay khách sạn luôn ở Đức Khâm. Vâng.